xe lao xuống ruộng, xe máy đâm vào đuôi xe tải hay xe máy đâm vào nhau. Đây đều là những vụ tai nạn nghiêm trọng tại tuyến đường BOT công trình cầu Việt Trì - Ba Vì, cầu Văn Lang, nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C trước ngày thông xe. Dự án cầu Văn Lang khởi công từ năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng do công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Hà là doanh nghiệp thực hiện dự án. Để hoàn vốn cho dự án, nhà đầu tư được thu phí 35.000 đồng mỗi xe với thời gian thu phí khoảng 20 năm. Cầu có tổng chiều dài đoạn tuyến chính đường hai đầu cầu là khoảng 9,46 km, bắc qua sông Hồng, nối huyện Ba Vì và thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong đó, chiều dài đường dẫn phía Phú Thọ vào khoảng 0,26 km, chiều dài cầu vượt sông khoảng 1,55 km, chiều dài đường dẫn phía Hà Nội khoảng 7,54 km. Cầu được thiết kế với bề rộng là 12 mét, bao gồm hai làn xe cơ giới rộng 7 mét, hai làn xe hỗn hợp rộng 4 mét và gờ lan can hai bên rộng 1 mét. Dự kiến tuyến đường này sẽ được thông xe vào ngày 7 tháng 10. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh từ nhiều tháng, thì đơn vị thi công đã vô tư cho người dân đi lại khi nhiều đoạn đường của công trình vẫn đang thi công dang dở. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân chính của những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến đường này. Cụ thể, vào chiều ngày 16 tháng 9, tại vị trí chân cầu giao cắt với tuyến đê Hữu Hồng, đã xảy ra một vụ tai nạn giữa hai xe mô tô, khiến nạn nhân thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tiếp đó, đến ngày 28 tháng 9, một ô tô khi đang lưu thông trên đường, mất lái lao xuống cánh đồng sát tuyến đường. Chỉ một ngày sau, một vụ tai nạn nghiêm trọng cũng đã xảy ra trên tuyến đường này, khiến một người điều khiển mô tô bị thương nặng, bất tỉnh ngay tại chỗ. Chiếc xe mô tô cũng bị hư hỏng nặng do cú va chạm mạnh vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều. Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Minh Nghĩa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Hà, công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ, ông Nghĩa cho biết, ông chưa nắm được sự việc và cũng khẳng định chưa cho các xe lưu thông trên tuyến đường này. Không, mà tôi đã cho lưu hành đâu, tôi đang cấm mà. Trên đường phải chặn các đồ đạc của chúng tôi chặn hết chứ. Thứ nhất là tôi khẳng định với anh là tôi chưa nắm được bất kỳ một cái gì về vấn đề là có vụ tai nạn nào trên đó cả. Tôi không cho tất cả tôi đấy, những người ta đi, tức là người dân người ta đi thì mình cũng không cấm được. Cũng liên quan đến vấn đề nêu trên, chúng tôi tiếp tục liên hệ với ông Chu Đức Tiến, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Phú Hà, công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ và nhận được câu trả lời. Anh ơi, cái này thì bây giờ dự án thứ nhất là vẫn đang triển khai thi công, đấy, chưa thông xe, tức là dự kiến là bộ tháng 10 này, đầu tháng 10 này bắt đầu mới tổ chức thông xe. Đấy, việc mà nó xảy ra cái việc đấy thì mình không điểm, không nắm được đâu. Trước đó, vào ngày 19 tháng 6 năm 2017, khi nhà thầu đang thi công cầu lắp phiến dầm cuối cùng tại nhịp giữa trụ T8 và T9, bao gồm 5 phiến dầm Super T, bê tông cốt thép dài 38,20 m, lên cách mặt đất khoảng 2 m thì thiết bị nâng hạ dầm gặp sự cố, làm dầm rơi xuống đất và kéo đổ hệ giá Long Môn. Sự cố đã làm 2 người chết và 1 người bị thương. Ngoài ra, một phiến dầm Super T, bê tông cốt thép bị nứt, vỡ tại nhiều vị trí, không thể sử dụng lại. Cổng trục Long Môn bị hư hỏng.